Thôi, mình chào anh em nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Anh em mua một cái tivi này tivi LG Smart TV nha. Nhưng mà nó chưa có cài được cái anten. Cái này là mình mới đang cài cái tivi thế hệ mới này, nó có hỗ trợ DVB-T2 nha. Là anh em coi truyền hình số miễn phí nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Thì trước tiên anh em vô phần cài đặt nè. Hiện tại cái tivi của mình trước tiên là cắm cái anten vô nha. Đây. Trước tiên này phải cắm cái anten vô trước nha. Đây. Đây là cái anten trời nha anh em. Chứ không phải cáp nha. Nó cắm cái đằng sau á, mình cắm vô. Xong rồi mình vô cái phần nào. Cái phần cài đặt rồi nè, cái cài đặt rồi nè. Đó. Xong rồi mình vô cái phần đó, tất cả cài đặt. Rồi mình vô cái phần kênh nè. Dò kênh nè. Dò tự động nè. Mình chọn chương trình nè. Mình chọn chương trình nè và chế độ chương trình là anten nha. Anten. Đó, mình bấm chữ anten xong rồi mình vô cái phần tự động, dò tự động. Đó. Rồi mình chọn chế độ là anten nha. Xong rồi tiếp theo. Anh em á, hiện tại bây giờ những kênh analog bắt đầu không, nó đã hết rồi nha, không có xài được nữa. Mình chỉ dò những mình chỉ tìm kỹ thuật số thôi nha. Đó, vô mình bấm nút. Rồi bấm tiếp theo. Rồi bắt đầu nó sẽ quét. Nó quét cho anh em coi. Đó, mình đang xài là anten mình xài anten nha. Không có xài cáp nha. Đó thì nó được 14 kênh rồi đó. Cái TV này TV LG Smart TV nha. Đó thì nó có thể nó tích hợp luôn cái đầu. Còn những anh em nào mà nếu mà TV thường thì anh em ra mua một đầu thu này nè. Để giải mã nha, cái bộ giải mã tín hiệu. Thì nó mới hiểu được nha, nhưng mà anh em phải coi qua cổng video. Còn cái này anh em cài xong anh em coi trực tiếp trên TV luôn. Đó nó đã tìm thấy được 29 kênh rồi đó. Nhiều lắm nha anh em, nó hơn 100 kênh luôn á. Nếu mà nó hơn 100 kênh luôn á. Những cái tivi mà đời sau này nó coi nhiều kênh hơn. Hôm bữa mình cài cái tivi dưới đây nè. Cái tivi như này nè, nó coi ít kênh hơn tivi thường. Thế hệ cũ thì nó coi được có 90 mấy kênh nè. Hồi này nó hơn. Hồi này nó rất là nhiều nha, những cái tivi dòng sau này nó rất là nhiều. Có 58. Và những cái dòng thế hệ sau này nó dò nhanh lắm nha anh em. Đó, cái này là mình coi truyền hình số miễn phí nha. Thì miễn phí nó sẽ cho những cái kênh nào là độc quyền của người ta sẽ không cho mình coi. Thì anh em mở vô nó sẽ không có coi được. Đó, giờ xong rồi đó. Được, mình được tới 109 kênh. Đó. Nè, những cái kênh này là kênh của VTV độc quyền nè, thì nó sẽ không cho mình coi được. Đó. Thì bây giờ mình bỏ cái danh sách lên. Đó, anh em coi cái chỗ nào mà nó đang có thể là hiện tại bây giờ nó chưa không có thông tin là do là nó chưa có nhà đài nó chưa có phát nha. Cũng có thể nhà đài chưa phát nha. Anh em thấy mà nó có giờ á, nó hiện cái giờ lên nè. Nó không có giờ, nhiều lúc á nhà đài nó tắt rồi nó chưa có mở lên. Nè, giống như thằng Bình Dương đang chạy nè, nó hiện số giờ lên đó, 11 giờ nè. Bình thường mình cũng không hiểu là nè, chắc nó phát đến nó phát gần hết rồi nè. Chắc trưa này, giờ trưa rồi nhà đài nó nghỉ quá. Mình coi mấy truyền hình Đồng Tháp rồi có.
chắc trưa rồi, trưa nhà đài nó nghỉ rồi. Đó, nhiều lắm nha. Mày chắc con tìm cái làm thuốc giải làm gì? Cười đúng. Ê, một lắm. Thằng ba con gái gì mà có nhà cái biển amor lắm lắm lắm. Đó, nhiều lắm nha anh em. Hồng Giang, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng. Nhiều lắm nha anh em. Con tìm trong những đêm buồn giấy điện tao. Rồi, thôi, mình chào mọi người nha.